Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay là ngày 18 tháng 12 thì là cửa hàng em lại lên cho trong đó có một số chiếc quạt hàng đi bay mới về. Thì là bác nào mà có tâm đến dòng phẩm nào trên cửa hàng em thì là cứ nhấc máy liên hệ với em qua số điện thoại 0975 067846 nhé. Zalo của em cũng là 0975 067846. Em sẽ test video gửi hình ảnh trung thực nhất đến với các bác để các bác lựa chọn cho mình. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng chiếc một và cũng báo giá luôn để cho các bác quan tâm để lựa chọn cho mình. Vì bấy lâu nay thì hàng quạt nhà em thì về rất là ít. Thì em cũng vừa đấu giá được vài chiếc thì cũng lên sóng luôn để cho các bác xem và lựa chọn cho mình. Cũng như... chiếc đầu tiên mà em muốn giới thiệu với các bác đó là một chiếc sắp đây này, các bác nhìn chiếc này có chiều cao là 90 phân và sải cánh của nó là 33 các bác nhé. Hàng sắp mà cánh là cánh con này là màu cánh cánh đỏ các bác nhé, đỏ này, cánh đỏ. Các bác nhìn cái chúp logo của nó này. Mới két kẹt kẹt luôn. Lồng mè của nó thì không phải chê đâu, không miễn chê luôn. Lồng sáng choang luôn. Nói chung quy lại là về hình thức của lồng thì là quá đẹp rồi. Về thân thủ thì cũng còn rất là ok nhé các bác nhé. Ok, nói chung quy lại là độ đẹp. Em cho các bác lướt qua cho một lượt cho các bác để xem về cái hình thức của nó luôn. Thành vách và thân cột rất là đẹp luôn. Và nói chung quy lại là zin nguyên bản. Chiếc này là có tất cả là 5 số và có chế độ số ngủ nhé. Có số ngủ này. Đấy. Hai đồng hồ, một đồng hồ hẹn giờ và túp lăng cáp đúng xoáy lên xuống này, thân cột đẹp. Chung quy lại là chiếc này là rất là còn rất là đẹp và dây là dây rút bầu dài. Các bác nhìn, các bác nhìn là chiếc này rất là đẹp nhé. Đấy. Lồng sáng choang luôn, sáng ngoài là long lanh luôn. Các bác nhìn bầu dài. Dòng sáp này của nó là cực đẹp luôn. Đấy, chiếc này thì cánh là cánh đỏ nên là các bác nhìn cánh đỏ này. Rất lâu rồi em mới đấu giá được một chiếc đẹp như vậy. Nói chung là về dòng sáp là mà kiếm được những chiếc đẹp như này là cũng là những siêu phẩm hiếm rồi. Đấy. Em quay rất chi tiết nhé, vì lồng mè của nó rất đẹp nên rất sáng. Nên là nó cũng là để các bác về các bác sưu tầm, các bác để chơi cũng được. Vì là những dòng này thì nó là thương hiệu rồi nên là chiếc này là hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 6 triệu đồng nhé. Giá bán tại cửa hàng, bác nào mà nhanh tay thì còn. Còn chậm tay thì nay hẹn các bác ở dịp sau. Với những dòng sản phẩm của em là hàng đấu giá lên nó rất là đẹp. Nói chung quy lại là các bác nhìn thì các bác biết rồi. Đấy, không phải là hàng đi lô, đi công, đi thùng nên là nó cũng còn rất là đẹp. Chiếc này là có giá là 6 triệu đồng nhé các bác nhé. Các bác nhìn cho nó thật là chi tiết và thật kỹ em quay. Vì em quay rất là nét nên là các bác cũng có thể là xem rất là ok rồi. Và bây giờ em sang tiếp theo các bác, đó là một chiếc la xoáy. Chiếc này là cánh 25. Chiều cao của chiếc này là cao 85 phân, 80-85 phân gì đó. Rất là đẹp luôn. Cũng là một trong những dòng vật phẩm hàng đấu giá từ Nhật. Từ cái đẹp từ cái chúp, từ cái mặt lồng, logo này, sáng choang, cho đến vành lốc liếc này, sáng choang nhé, thân cột đẹp. Đây các bác nhìn, số xiếc còn mới két thành kẹt luôn, số mới tinh luôn. Logo sáng choang nhé, viền biếc này,
thân thủ của nó thì cũng miễn chê luôn, không bị tì vết. Lắm xoáy mới này, tất cả là đều mới hết nhá, đẹp. Chiếc này là toàn thân gang sắt các bác nhá, toàn thân gang sắt, bầu sắt, lắm xoáy, lốc mới này, và thân chiếc là rất là đẹp, tất cả là đẹp hết. Chiếc này là sải cánh là 25 lên là rất là đẹp. Chiếc la xoáy này, chiếc này có giá là 5 triệu rưỡi các bác nhé. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em, chiếc này có giá là 5 triệu 500 nghìn đồng. Và bây giờ em sang tiếp theo các bác, nó là một chiếc san vuông thân dừa. Các bác nhìn chiếc này có cánh là cánh màu xanh rêu. Lồng này, lốc sáng choang, logo còn rất đẹp. San vua này, là lồng này, các bác nhìn này. Lồng lốc rất sáng luôn. Gần như là không bị trầy trọt gì, không bị han ố hay là bất kể cái gì nhé, các bác nhé. Nhìn cái mặt lồng của nó nhìn đã thích rồi. Đẹp, cánh màu cánh rêu, rất đẹp, thân cột này. Đó là dòng thân dừa. Chiếc này là cũng có 3 chế độ gió nha các bác nhé. Chiếc này thì có 3 chế độ gió và một đồng hồ hẹn giờ túp lăng bầu. Chung quy lại là về chiếc này là rất đẹp đây các bác nhìn này. Lồng rất sáng và đẹp luôn, lồng mạ này. Sau lồng mạ trước là mạ lốc nên là rất sáng và đẹp. Nói chung quy lại là đẹp, zin nguyên bản. Đẹp. Cánh rêu đẹp như mới luôn. Chiếc này thì hiện tại là cửa hàng em cũng đang bán ra với giá là 5 triệu đồng các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm đẹp này thì alo cho em. Chiếc này cũng toàn thân gang sắt đấy các bác, toàn thân gang sắt trừ bầu bầu là bầu nhựa nhé. Có giá là 5 triệu đồng. Chiếc này là có giá 5 triệu rưỡi. Và chiếc cánh đỏ này thì là có giá là 6 triệu đồng nhé các bác nhé. Chiếc cánh đỏ này là có giá là, đây các bác nhìn, có giá là 6 triệu đồng, cánh 33. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Thì bây giờ em sẽ đi về những chiếc lồi cơm điện mà các bác cũng nhiều bác cũng vẫn đang muốn quan tâm. Em sẽ giới thiệu chiếc đầu tiên là một chiếc Juji Mammut. Đây em là còn một cặp đôi này, hôm nay em là về là thêm một cặp đôi nhé, màu trắng ngọc này, rất là đẹp, trắng sứ. Bên dưới là trắng, mặt của nó là màu, trên là màu trắng sứ nên rất đẹp. Dòng là LP gạch ngang uất P10, rất là đẹp. Về hình thức của nó thì không thể chê nó được. Em sẽ quay lướt qua một lượt để cho các bác xem. Đẹp long lanh luôn nhé. Lên một cặp đôi này thì nó thật rất là hoàn hảo, nên là các bác xem cho nó kỹ, và các bác muốn chọn sản phẩm nào thì cứ alo cho em, và nó đều có mã số hết các bác nhé, để tránh các bác sợ là các bác có mua nhầm một sản phẩm. Và nó cũng đẹp như nhau thôi nên là cũng chẳng có cái gì mà phải đắn đo cả các bác. Hình thức của nó là đẹp hết. Và bây giờ em cho các bác xem về bên trong luôn. Cho các bác xem bên trong của nó luôn. Các bác là gioăng là mới tinh luôn nhé, gioăng mới tinh luôn. Hàng như là chưa sử dụng. Mới đẹp như chưa sử dụng luôn, nắp hơi mới tinh. Nắp hơi mới tinh luôn. Dòng phẩm này thì chả có cái gì mà các bác phải đắn đo mà suy nghĩ à. Đẹp từ thành vách nhé, thành vách này. Gọn từng viên chỉ, xanh gioăng xanh biếc nhé các bác nhé. Nhìn. Những chiếc này thì các bác quá là yên tâm rồi khi mua hàng này.
đẹp long lanh luôn, đẹp long lanh luôn. Thành vách của nó rất là ok, trước này vẫn còn lót giấy riếc là ok. Xoong đẹp, xoong đẹp, xoong đẹp. Các bác nhìn xoong đẹp nhá, rất là ok luôn. Độ đẹp lòng miếc của nó là như mới luôn, lòng xoong cũng đẹp long lanh luôn nhé các bác nhé. Rất là ok luôn. Chiếc này là hiện là cửa hàng em đang bán ra với giá là 5.800.000 đồng nhé các bác nhé. Giá bán tại cửa hàng, bác nào mà quan tâm đến dòng phẩm này thì nhấc máy liên hệ với em. Chiếc này là mã này, mã sản phẩm này 1350324 các bác nhé. Chiếc này là có giá là 5.800.000 đồng nhé. Giá bán tại cửa hàng mà mã số là 819. Bây giờ em sang tiếp theo các bác một sản phẩm nữa. Đó là một chiếc đẹp long lanh này. Cũng là Juji Mammut tách đường này. Chiếc này là 820. Đấy, chiếc này là 820. Và các bác được xem là thành vách của nó đẹp long lanh luôn nhá, đẹp long lanh luôn. Và mã sản phẩm của nó là 1330927. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Tất cả của nó là gần như đẹp từng chi tiết một. Và tất cả các chức năng này em bao cho các bác là ok hết nhá. Không có một các bác nhìn gioăng riếc này, xanh biếc luôn. Lắp hơi mới tinh nhá. Đây các bác nhìn gioăng này xanh biếc này. Xanh biếc từ trong ra ngoài nhé, lắp hơi mới tinh. Đấy, những dòng sản phẩm mà các bác được nhìn thấy là các bác cũng biết luôn là đẹp hay không thì các bác biết. Và em quay rất chậm vào chi tiết để các bác có thể xem được hết từng tường tận, từng chi tiết một, độ đẹp của nó từ trong ra ngoài nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn này, thành vách ok hết nhé. Thành vách là rất là đẹp, rất là mới luôn. Đây, mới, mới tinh luôn. Và em cho các bác xem chiếc xoong luôn. Các bác nhìn chiếc xoong đẹp như mới nhé. Không một tì vết, không bị lỏ, chảy xước hay là bất kể gì nhé. Những dòng sản phẩm đẹp này thì các bác biết rồi. Đây, bên ngoài của nó này, đẹp long lanh luôn. Đít xoong này, mới tinh luôn. Đó, nhìn thấy chưa? Mới tinh luôn. Hàng như chưa sử dụng. Những chiếc mới này thì đẹp như này thì các bác nhìn đã thích rồi. Chiếc này thì hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 6 triệu đồng nhé. Chiếc này là có giá 6 triệu đồng. 820. Các bác chú ý mã sản phẩm đằng sau đĩa đít này. Một ba ba không chín hai bảy. Chiếc này là có giá là 6 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến dòng phẩm này thì nhấc máy lại với em. Bây giờ em sang tiếp theo các bác nữa là một chiếc 0.6 nhé. Chiếc cũng là chiếc Juji Mammut nhé. Chiếc này là cũng là 0.6 này. Đây là cũng là viền inox chạy lùng quanh nhé. Viền inox này. Vì màu nó là màu đen nên nó không tạo được cái điểm nhấn và không được tạo độ nổi như là chiếc màu trắng được. Nói chung là các bác đã biết rồi.
Màu đen thì bao giờ nó chỉ là sạch sạch sẽ thôi. Còn để mà độ lỗi này nó không lỗi như là chiếc màu trắng được. Quá là sạch luôn. Các bác nhìn LP QS 06 các bác nhé. Chiếc này là cũng là hệ giảm đường nha các bác nhé. Đấy rất là dùng rất là ok với các bác là gia đình có hai người hoặc là một bác sống độc thân. 2 cho đến 3 người là sử dụng chiếc này là cũng là đủ là ok rồi. Vì những dòng sản phẩm này là rất là tiện lợi và rất là hữu ích. Mà nấu cơm thì ngon. Nó là dòng áp suất nha các bác nhé. Nên là các bác nên chú ý này. Nó là dòng áp suất rồi nên là nấu cơm ngon. Về thân vỏ là em bao cho các bác là không bị bể vỡ nhé, không bị bể vỡ. Và tất cả các chức năng là em bao cho các bác hết. Em cho các bác xem về phần bên trong. Đấy, tất cả còn rất là đẹp. Nắp hơi còn sáng và đẹp nhé. Nắp hơi còn sáng và đẹp này, các bác nhìn này. Đấy, nắp hơi và sáng mới và đẹp luôn. Lòng đẹp nhé. Đấy, gioăng đẹp. Zin nguyên bản hết. Zin nguyên bản hết. Đẹp. Và chiếc son của nó thì nó là dòng Mammut nên là chiếc son nó càng đặc biệt hơn. Các bác nhìn này. Son của nó còn rất mới và đẹp nhé. Đấy. Quan trọng nhất là những son chiếc là không bị lỗ này, không bị bong chóc, không bị chấm hay là bị bong chóc gì. Cũng như là hình thức bên trong và bên ngoài của nó là như mới luôn. Các bác nhìn. Người ta rất ít sử dụng nên là chiếc son của nó mới rất là đẹp. Son son hai ngấn cũng Palatu luôn. Nên là rất là ok luôn nhé. Công nghệ là cũng là dòng công nghệ rồi. Lòng mài đẹp này, thành vách đẹp. Thành vách inox sáng choang luôn. Rất đẹp luôn. Chiếc này là nhìn thấy các bác cũng đã thích rồi. Rất nhiều bác đang muốn quan tâm đến dòng phẩm đẹp này. Chiếc này thì hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 3 triệu đồng. Giá bán tại cửa hàng. Bác nào mà quan tâm thì nhấc máy liên hệ với em. Bác nào mà quan tâm thì nhấc máy liên hệ với em. Vì là hàng của em là cứ về được đến đâu và em mua được rẻ thì em bán rẻ, mua mua cao thì em bán cao. Nên các bác nào mà nhanh tay thì là được sở hữu cho mình thôi, còn chậm tay thì lại hẹn các bác ở dịp khác. Mỗi một dòng phẩm nó khác nhau các bác nhé, nên là cứ em mua được giá hợp lý thì em lại bán hợp lý, mà mua vào cao thì em lại phải bán cao, vì là cái này nó không căn cứ đâu các bác. Nên các bác mà nào mà quan tâm và theo dõi thì các bác mới biết được. Đấy, chiếc này thì em bán ra với giá là 3 triệu đồng, giá bán tại cửa hàng nhé các bác nhé. Và bây giờ em sang tiếp theo các bác, đó là một chiếc Tiger. Chiếc này là 2018 các bác nhé. Chiếc này 2018 này. Một cái viền inox chạy mạ lốc chạy lồng quanh, sáng choang và đẹp. Chiếc này là màu ghi sáng và rất là sạch. Nó là màu ghi sáng này. Đấy, có một tí ti là cái này là không phải là chảy xước gì đâu, nên là cái này nó chỉ là cái lốt lau thôi. Độ đẹp của nó thì miễn chê luôn. Mặt không có một tí vết hoa văn chìm. Hoa văn chìm. Mà quá là sạch sẽ luôn. Đẹp. Đời 2018. Các bác nhìn. Nó là dòng JBC. Dòng màn hình LED nhé. Màn hình LED lên là các bác nhìn. Hai nút bên trên này em hướng dẫn sơ qua một chút để các bác cũng để các bác sử dụng cho về có sử dụng cho nó dễ, vì dòng Tiger này nó dễ sử dụng. Như nút lấy phút và giờ giữ ấm này. Để các bác muốn giữ ấm có cơm nguội nóng để ăn thì các bác cứ giữ trong vòng khoảng 2 giây nhé. Đấy là nó là đèn giữ ấm hoạt động nhé. Tiếp theo là Melu. Melu là có chức năng là di chuyển các chế độ
các chức năng trên màn hình như là nấu cơm, nấu tiết kiệm, nấu cơm, nấu gạo trắng. Có cháy. Tất cả cơm cháo gạo lứt rồi là các chức năng là ok hết các bác nhé. Đấy. Về hình thức của chiếc này thì em cho các bác xem luôn cả bên trong luôn để các bác biết được cái độ mới của nó luôn, để nó rất dễ dàng các bác phân biệt được cái độ mới của nó nhé. Đấy, mới tinh luôn này, do mới tinh luôn. Mới tinh luôn. Chiếc này là thì là hàng xài lướt nhưng mà gần như là chưa sử dụng, mới như chưa sử dụng. Đấy các bác nhìn. Mới như chưa sử dụng luôn. Đời 2018 là cao ngất ngưỡng rồi nên là các bác nhìn son của nó mới tinh luôn. Son mới tinh luôn nhé. Dòng son hai ngấn này. Mới kính quang luôn. Như chưa sử dụng luôn. Chữ chìm này. Chữ chìm này. Dòng này là gốm pha kim loại rồi, nên là các bác dùng sử dụng là yên tâm tuyệt đối luôn. Mà nấu cơm thì cực đỉnh rồi. Lòng mè đẹp. Những dòng sản phẩm hàng đấu giá thì các bác nhìn các bác biết ngay. Vì độ đẹp của nó đẹp từ trong ra ngoài. Đẹp gần như không tì vết. Đẹp không tì vết luôn. Chiếc này thì cửa hàng em hiện đang bán ra với giá là 4.800.000 đồng. Giá bán tại cửa hàng các bác nhé. Bác nào quan tâm thì nhấc máy liên hệ với em. Những dòng sản phẩm mà đẹp thì các bác theo dõi thì các bác biết rồi. Nói chung quy lại là nó đẹp thì nó không bao giờ có giá rẻ. Các bác biết thừa rồi. Đã đẹp thì không bao giờ có giá rẻ. Thế còn những cái hàng mà hàng xấu thì không bì được. Những chiếc như đời 2017, 2018 này thì cũng chỉ có giá 3 triệu mấy bạc thôi. Bác nào mà thích hàng rẻ nhà em cũng có. Cũng có để phục vụ các bác nhé. Đây. Chiếc này là mã là 823. Cũng là dòng JB CA này. Chiếc này thì đời 2017. 2017 nhưng mà chiếc này thì là hàng chưa sử dụng các bác nhé. Chiếc này là hàng chưa sử dụng. Rất là đẹp. Chưa sử dụng và không còn hộp xốp nhưng mà nó là hàng chưa sử dụng. Độ mới của nó là nó gần như là chỉ có thiếu đi cái thùng xốp thôi. Các bác nhìn mới tinh luôn. Mới tinh luôn nhé. Nên là chưa sử dụng thì các bác mua về các bác biết ngay là hàng sử dụng chưa hay chưa sử dụng là các bác biết. Vì nó đẹp không tì vết. Em cho các bác xem mà. Nên là các bác nhìn là các bác biết ngay là hàng sử dụng chưa chưa sử dụng các bác biết ngay. Các bác nhìn này, từ những cái ta lông, từ những cái ấy này mới tinh hết này, giòn mới tinh hết này. Đấy, đấy là đấy mà gọi là hàng chưa sử dụng. Đây các bác nhìn. Mới cứng hết. À, lắp hơi này, mới kính quang luôn. Đấy, các bác nhìn, còn chưa cả một con vết lau. Ốc mới tinh. Đấy. Chiếc này là hàng chưa sử dụng nhé. Các bác nhìn từ thành vách của nó là mới hết này. Từ khe kẽ các thứ này. Em quay cho các bác xem. Mới tinh luôn. Xoong mới tinh. Xoong mới tinh luôn. Đây các bác nhìn thấy chiếc xoong này. Cũng gốm pha kim loại rồi, dòng chất rồi. Nên là các bác nhìn các bác thấy thích rồi. Xoong là mới tinh luôn nhé. Đấy, chưa một tì vết, chưa một cái gì cả nên là hàng chưa sử dụng nên nó còn đẹp như vậy.
Mới tinh luôn, nhưng trước này thì về em đã test cơm nước ok hết rồi. Đấy. Về các bác chỉ việc sử dụng thôi, nên là mới trước này thiếu thùng xốp các bác nhé. Thiếu thùng xốp. Đấy, các bác nhìn thấy không? Phút này, giờ này, đấy, giờ phút này, à, đấy là hai cái nút này. Ví dụ các bác muốn lấy phút thì các bác ấn ở bên này, giờ bác ấn bên này là lấy thời gian nhé. Và nút giữ ấm thì các bác cũng giữ trong vòng khoảng 2 giây. Đấy. Đấy. Và tiếp theo là menu. Menu là có chức năng là di chuyển các chức năng trên màn hình mà các bác muốn sử dụng như nấu cơm. Nút đầu tiên trên cùng là các bác đang nhìn thấy là nấu tiết kiệm. Như các bác lên nấu ở nút thứ hai là nấu cơm gạo trắng này nhé. Hoặc là nấu ngon. Thứ ba là nấu ngon này. Nó nấu ngon là 60 phút nên là các bác lên sử dụng ở trên ba cái chế độ này. Thì là cơm rất là hai cái chế độ này gạo trắng và nấu ngon này nhé. Là rất là ok. Đấy. Còn nút này là nút hẹn giờ buổi sáng buổi chiều này. Và tiếp theo là nút lấu này, dưới là lấu gạo không vo. Tất cả các chức năng này thì em đã sẽ dịch sang chi tiết sang tiếng Việt. Bác nào quan tâm thì là em sẽ dịch từng chi tiết một cho các bác để các bác lựa chọn cho mình. Vì trước này là hàng chưa qua sử dụng nên là giá nó rất cao. Trước này nó có giá là 5 triệu 300 nghìn đồng giá bán tại cửa hàng. Bác nào quan tâm thì nhấc máy liên hệ với em. Các bác cứ tham khảo thoải mái, cái dòng JBA mà dòng phiên bản cao cấp này mà hàng chưa sử dụng thì các bác cứ vào tham khảo trên thị trường thì các bác biết họ bán ra đang bán ra bao nhiêu tiền. Và bây giờ em sang tiếp theo các bác, đó là một chiếc Mala, chiếc này đời 2013, chiếc này là có cả sách hướng dẫn sử dụng vẫn còn nhé. Chiếc này mới, độ mới của nó thì thôi khỏi phải bàn. Vì nó quá mới luôn, các bác nhìn nó mới từ cái nút bấm này. Mới kính quang luôn. Đúng là hàng chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Đúng, chiếc này thì là thiếu cái thùng xốp các bác nhé. Vì các bác, em cho các bác xem để các bác nhìn các bác biết ngay. Đấy, độ đẹp của độ mới của nó luôn. Đấy. Những dòng này của nó là nấu nhiệt độ 200 độ C. Nó không như là dòng Tiger. Tiger thì có bác là đòi nhiệt độ cao. Như Bala thì thực ra là nhà sản xuất nó chưa sản xuất ra nên là cũng phải thông cảm thôi, vì là mỗi một dòng sản phẩm là nó chỉ để sinh ra để nấu cơm thôi chứ không phải là để làm một nhiệm vụ gì khác to lớn hơn như là hầm xương hầm xiếc, cũng không cần thiết lắm, vì là nấu nồi nấu cơm thì các bác lên sử dụng để nấu cơm thôi nha các bác nhé. Về chiếc Bala này, chiếc này đời 2013, một trong những phiên bản đầy đủ nhất của dòng Bala. Và tính năng của nó thì là vượt trội về tất cả các dòng sản phẩm khác, như là cốc nước bù ẩm nhiệt độ 200 độ C, áp suất 2 bi và dòng bi to nhé. Đấy. Giọng nói cô gái Nhật, kết nối điện thoại thông minh, hệ cao tần IH và có chức năng Eco Villa. Nó là tính năng full, full tính năng. Đấy, các bác nên nhớ là sử dụng chiếc này thì rất là ok. Và em cắm điện cho các bác sơ qua một chút để cho các bác xem về cái là độ mới của nó từ dây điện. Và nó còn thêm một giọng nói cô gái Nhật nhé các bác nhé. Đấy. Nên là bây giờ em sẽ cho các bác xem về phần bên trong của nó luôn, để các bác được xem và chiêm ngưỡng luôn. Trước khi là em hướng dẫn sơ qua, chiếc này là do của nó rất mới và xanh này. Mềm nhũn luôn nhé. Đấy, mềm nhũn luôn. Đấy, mềm. Mềm nhau luôn. Đấy. Rất xanh và mềm. Và lắp hơi của nó thì cực đẹp rồi. Chiếc này nó gần như là hàng chưa qua sử dụng nên là lướt qua thôi, nên là rất là mới. Đấy, các bác nhìn mới từ trong ra. Nhá. Và nó là một nó là màu ghi nên là rất sạch sẽ các bác nhé. Tổng thể đều hết. Đấy. Rất là đều. Cốc nước này.
Các bác lên sử dụng dòng Mala cốc này thì các bác chú ý là lên đổ 2 phần 3 nước vào chiếc cốc này nhé. Nó sẽ tự điều chỉnh và tự bù ẩm cơm cho các bác ngon và dẻo. Các bác nhé. Vì là dòng Mala này nó rất là thích hợp với lại những các bác mà dùng nấu cơm gạo khô và các bác hoặc là các bác lại muốn ăn cơm gạo mềm ấy, thì là dòng dòng Mala là rất là hợp lý các bác nhé. Dòng sản phẩm Bala thì nó là công nghệ rồi nên là nó đầy đủ các tính năng và nó hội tụ nên là nấu cơm thì cực đỉnh nha các bác. Nhìn là cái viền thì lốc của nó bên chạy xung quanh này, rất đẹp với chiếc như thế này gần như là nó là lốc đẹp luôn. Đấy. Không có một tì vết gì, mới két cái kẹt luôn. Chiếc son của nó thì thôi rồi. Đấy, các bác nhìn độ mới của nó thì đúng là vẫn còn óng ánh kim tuyến. Độ óng ánh này của nó rất sáng và đẹp luôn. Không có trầy trọt hay là bị băm vằm hay lổ liếc gì nhé. Các bác nhé. Son của nó đẹp óng ánh luôn. Đấy, các bác nhìn. Đẹp mỹ mãn luôn. Những chiếc như này thì các bác biết rồi. Độ đẹp của nó này, lòng của nó này. Đẹp như chưa từng coi là sử dụng. Rất là ok luôn, lòng mềm sáng choang luôn, thành vách ok. Quá là đẹp luôn. Chiếc này thì là về tính năng sử dụng của chiếc này thì nó cũng rất dễ dàng luôn các bác nhé, cũng không không có gì là khó cả. Nút đầu tiên là độ cứng của gạo nhé, các bác nhìn màn hình. Đấy, giọng nói cô gái Nhật. Tiếp theo là nút giữ ấm này. Tiếp là nút tắt này. Đấy. Và nút ở giữa là menu. Menu là các bác biết rồi. Đấy, menu. Đấy. Là chọn các chế độ mà các bác muốn nấu nhé. Mỗi chức năng thì các bác muốn chuyển chế độ thì các bác lên ấn là nút hủy thì các bác lại bấm tiếp. Và tiếp theo là nút nấu này và hai mũi tên là có chức năng di chuyển và giữ lấy thời gian nhé các bác nhé. Cùng với lại nút bên trên là nút hẹn giờ buổi sáng này, buổi chiều các bác nhé. Đấy. Và nút trên cùng là nút giọng nói cô gái Nhật. Nên là tất cả các chức năng thì em đã dịch sang chi tiết sang tiếng Việt rồi. Chiếc này có 18 chế độ nấu khác nhau như gạo trắng, gạo không vo, gạo lứt, hạt kê, gạo tách. Chọn độ cứng của gạo, cơm cứng, cơm mềm, nấu theo hương vị sắc lép, cơm dẻo, nấu tiết kiệm, nấu nhanh, nấu ít người, nấu xôi, cơm dai, cơm cháy, nấu cháo, sushi. Nói chung quy lại rất nhiều tính năng và dòng này thì là rất là ok rồi. Chiếc này thì hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 5 triệu 500 nghìn đồng. Đấy. Bác nào mà quan tâm đến dòng phẩm đẹp này thì nhấc máy liên hệ với em. Vì là dòng Bala thì các bác biết rồi, nó là quan trọng nhất là nó độ đẹp, độ mới. Nên giá trị của nó là rất là ổn định. Nên là các bác nào muốn sử dụng hàng đẹp thì liên hệ với em. Và bây giờ em sang tiếp theo các bác một chiếc nữa. Chiếc này thì phiên bản 2014, đời cao hơn một chút. Nhưng mà độ mới của nó thì cũng cũng như là hàng chưa sử dụng. Đấy, mới tinh luôn. Chiếc này thì quá là đẹp rồi. Đẹp. Không tì vết. Nó có một cái ốp mạ đồng nhạt nên là tô thêm một cái độ địa điểm của nó đẹp mà mặt là kẻ
trắng, màu trắng sứ kẻ rất đẹp, 104. Chiếc này là 2014 nha các bác nhé, 2014 luôn. Nhiệt độ của nó cũng là 200 độ C và cốc nước bù ẩm. Áp suất 2 bi là bi dòng 2 bi to nhé các bác nhé. Kết nối điện thoại thông minh và hệ cao tần IH cũng như là chức năng Eco Villa, nó là tính năng full, nó là full tính năng các bác nhé. Riêng cái dòng sản phẩm này thì là tương đối là đẹp. Đấy, tương đối là đẹp. Tất cả các chức năng của chiếc này là ok hết nhé các bác nhé. Hai mũi tên là có chức năng là di chuyển các chế độ này và hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Nút lấu này và giữ ấm này. Đấy. À, hẹn giờ này. Đấy. Giờ buổi sáng, buổi chiều này. Đấy. Giờ nấu cơm đấy các bác nhé. Và nút giữ ấm này. Đấy. Cùng với lại menu và chọn gạo, nó hai mũi nút bên trên. Để các bác tất cả các chức năng của nó là rất là ok. Và bây giờ em cho các bác xem về hình thức bên trong luôn. Chiếc này thì cũng như mới luôn. Các bác nhìn. Độ mới của nó thì thôi rồi. Thành vách là ok hết. Những chiếc đẹp như này thì nói thật cho các bác là quan trọng là các bác muốn là đam mê sưu tầm hay không thôi. Chứ còn để mà mua một chiếc mới như này thì hoặc là các bác đang muốn săn tìm những chiếc hàng bãi thì cũng có những chiếc hàng bãi giá rẻ, thì các bác cứ bảo người ta quay cho các bác chi tiết một chút để các bác xem cái độ đẹp của nó để đánh giá giữa cái độ đẹp của những chiếc đẹp và những chiếc hàng bãi nhé. Các bác nhìn cái gioăng của nó này. Đấy. Độ đẹp cũng như là cái độ méo va méo ở sứt xước bẹp biếc và son xước. Son xem còn đẹp không? Còn kim tuyến không hay là lỏ rồi hay là xước hay là bông chày rồi. Đây các bác nhìn chiếc son của nó còn quá đẹp luôn. Đây, các bác lòng của nó sáng choang luôn. Đồng đáy đấy. Son của nó thì còn thôi rồi. Gần như mới luôn. Lòng mà thành vách là ok hết nhá các bác nhá. Quá đẹp luôn. Chiếc này thì cửa hàng em hiện cũng đang bán ra với giá là 5.500.000 đồng, giá bán tại cửa hàng. Bác nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm đẹp này thì nhấc máy liên hệ với em. Em có còn tô 1.8 lít này, Tiger 1 lít, Yuji Mammut 1 lít, tô 1.8 lít, tô vát 1.8 lít, tô chuông, rồi tô thuyền, rồi du di tách đường và tô chuông nguyên thùng. Bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì nhấc máy liên hệ với em qua số điện thoại 0975067846. Zalo của em cũng là 0975067846 nhé. Em sẽ test video hình ảnh trung thực nhất đến với các bác để các bác lựa chọn cho mình. Hẹn các bác ở clip sau.